Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, dạng vật mãi chuyển xoay theo dòng sinh diệt vô thường biến ảo. Thật vậy, cho dù chúng ta có giàu sang danh vọng, chức quyền hay khốn khổ thấp hèn, không ai tránh khỏi cảnh sanh lão bệnh tử. Ngoài ra, còn vô số những nỗi thống khổ như xa lìa người thân, mong cầu chẳng được, đối mặt với kẻ thù, thiên tai, địa ách, vân vân. Và nỗi thống khổ tột cùng đó là lúc sắp chết, thân thể đau nhức, tâm thần hoang mang, hoảng hốt, lo sợ. Sau khi chết, tùy theo nghiệp thiện ác mà thọ lãnh kiếp sống khác. Vô số lần sanh ra và vô số lần chết đi, cứ mãi trôi lăn trong dòng luân hồi sanh tử khổ đau. Hôm nay, nhân ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Hàng Phật tử chúng ta, ai ai cũng cảm thấy xao xuyến, bồi hồi, tưởng nhớ đến ân đức của Phật. Khi còn làm Thái tử, Ngài đã nhận thấy cõi đời này là vô thường, khổ não, sanh, lão, bệnh, tử, nên từ bỏ cung vàng, địa ngục, vượt khỏi hoàn thành, dấn thân vào chốn núi non, tu khổ hạnh 6 năm. Và sau 49 ngày đêm ngồi tư duy thiền quán dưới cội bồ đề, tìm ra được ánh đạo vàng, rồi lần lượt đi khắp nơi ôm bát khất thực, đem gương lành giáo hóa chúng sanh. Xuyên suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, trải qua không biết bao nhiêu gian lao cực khổ, đến 80 tuổi Ngài thu thần thị tịch dưới rừng cây Sa La. Nhưng chân lý của Ngài vẫn tồn tại mãi mãi như ánh thái dương xua tan bóng tối vô minh tham sân si, đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Nội dung quyển vô thường này nói lên sự thật của cuộc đời là một sự thay đổi không ngừng từ thân xác cho đến tinh thần, xô đẩy con người vào buồng máy khổ đau triền miên bất tận. Tuy chỉ có 3 nội dung chính, nhưng tác phẩm bao gồm nhiều khía cạnh triết lý nhân sinh, nghiệp báo luân hồi và chỉ cho chúng ta thấy rõ phương pháp tu hành để chấm dứt tham lam, sân nhuế, tà kiến, những xung đột, tị hiềm, ganh ghét, ích kỷ, nhỏ mọn, dối trá, xảo quyệt, chỉ trích, đả kích, dòm ngó lỗi người, rèn luyện cho chúng ta có được đức tánh điềm đạm, khiêm hạ, có được đầy đủ đức, trí, huệ, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, giúp cho thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh, không phạm phải những lỗi lầm tội ác, tạo cho chúng ta có được đời sống đạo đức, chân thực, giúp ích cho bản thân, gia đình, xã hội và nêu gương lành cho chúng sanh. Bên cạnh đó, còn có những mẩu chuyện đạo lý cảnh tỉnh con người. Và quan trọng nhất là phương pháp vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau do vô thường đem lại. Quyển vô thường này có lợi ích thiết thực như vậy, mà chúng ta không chịu thực hành theo lời Phật chỉ dạy, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi tình tiền, làm cho tâm trí mê mờ đảo điên, để cho đời sống đen tối tội lỗi, tự chuốc lấy khổ đau, thật là đáng tiếc vô cùng. Vậy những ai là bậc hiền trí, hãy mau thức tỉnh tu hành, làm lành lánh dữ, để tự cứu lấy mình và cứu độ tất cả chúng sanh. Có như thế mới không phụ công ơn giáo dưỡng của đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nên có câu: hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn từ phụ cần chuyên tu hành. Chúng tôi hân hạnh được đọc qua tác phẩm vô thường này, cảm thấy vô cùng hoan hỷ, như được ai ban tặng cho món quà vô giá. Chúng tôi cảm nghĩ đây là một tác phẩm có giá trị to lớn, mang lại lợi ích thực sự cho hàng xuất gia cũng như tại gia. Chúng ta chịu khó nghe đọc quyển vô thường này nhiều lần, sẽ thấy rõ cõi đời này là vô thường, giả tạm, khổ đau. Nhờ hiểu được như thế, nên chúng ta mới cố gắng tinh tấn tu hành để thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Nguyện xin ơn trên chư Phật, chư Đại Bồ Tát sủ lòng từ bi, gia hộ cho tất cả chúng sanh trong 10 phương ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm 6 thời đều an lành, tất cả thời gian luôn an lành. Giới nguyện vọng truyền bá giáo lý của Đức Phật đến với mọi người biết cách tu hành, làm lành lánh dữ. Gia đình Phật tử thiện phúc. Và gia đình Phật tử quan thành. Phát tâm thực hiện đĩa ghi âm quyển vô thường do sư Thích Giác Thiện, Tịnh Xá Lộc Uyển, số 121 đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, biên soạn. Giọng đọc: Hùng Thanh và Thi Mai. Kỹ thuật âm thanh: Hùng Minh. Như những đóa hoa sa la thành kính dâng lên đến từ phụ trong ngày tưởng niệm thiêng liêng này. Chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử nội dung chương trình với lòng thành kính, nguyện cầu cho chánh pháp được truyền bá khắp nơi, mọi người đều giác ngộ, cải tà quy chánh, nương mình trong ánh hào quang của chư Phật, tinh tấn tu hành, đồng sanh Tây phương Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
lời nói đầu. Kiếp người ngắn ngủi, dạng vật vô thường biến ảo, như đám mây lơ lửng giữa bầu trời hợp tan, đã để lại trong lòng chúng ta biết bao lo âu, nuối tiếc và sợ hãi. Sau chuỗi thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, cho đến khi tử thần gõ cửa ra đi, để lại kẻ khóc tiễn người đi, nghìn thu vĩnh biệt. Bản thân tôi là nhà sư, thường đi đám tang, nên đã chứng kiến rất nhiều cảnh sanh ly tử biệt bi ai, thảm thương. Khi nhìn thấy con cháu khóc ông bà cha mẹ, hay ông bà cha mẹ khóc con cháu, vợ chồng xa lìa ân ái, biệt ly, sầu bi, đổ lệ can trường. Chứng kiến thảm cảnh đó, tôi mạo muội cố gắng sưu tầm lời Phật dạy và các tài liệu nói lên tính chất vô thường của chư Tôn Đức, kết lại thành tập vô thường này. Đã nhiều lần muốn ấm tống, nhưng ngại mình đức mỏng tài sơ, chưa đủ khả năng làm nổi việc này. Nếu mãi e ngại hoài thì không làm được gì, cũng phí một đời thọ ơn đàn na tính thí. Chỉ bằng cố gắng viết hết những gì mình hiểu biết để báo đáp phần nào ơn đức Tam Bảo và đàn diệt. Nhờ sự hoan hỷ đóng góp của huynh đệ, cho nên cuốn vô thường này mới có dịp ra mắt quý vị độc giả xem qua. Nếu có điều gì sơ suất thiếu sót, ngưỡng mong chư thiền đức và quý Phật tử gần xa hoan hỷ đóng góp ý kiến cho quyển vô thường này được hoàn chỉnh hơn. Trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vĩnh Nhật. Ánh sáng giác ngộ của Đức Phật đã soi sáng và sưởi ấm tâm linh của vô lượng chúng sinh trong đêm dài vô minh. Đã gần 26 thế kỷ, nhưng lời dạy của Ngài vẫn còn vang vọng đâu đây. Thế gian là vô thường, cõi nước mong manh, bổn đại khổ không, nằm ấm vô ngã, luôn luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không thực. Nếu quan sát được như thế thì thoát khỏi sanh tử. Đạo Phật là đạo giác ngộ, toàn bộ giáo lý của Phật nhằm đánh thức con người sớm giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn khổ đau, chỉ có giác ngộ mới vượt qua mọi khổ đau. Để cứu khổ chúng sinh, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy thân này là vô thường, tâm không thật, vạn vật đều giả tạm. Nếu chúng ta giác ngộ được giáo lý vô thường, khéo ứng dụng nó vào trong cuộc sống tu hành, thì mọi phiền não khổ đau không còn nữa, rồi lần lần tiến lên Phật quả. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như điểm chết, hãy nhìn như mộng huyễn, thần chết không bắt gặp. Kinh Pháp Cú. Quyển vô thường này tuy đơn giản, nhưng nội dung lại bao quát nhiều khía cạnh, mang tính chất xây dựng cả đạo lẫn đời và đáp ứng những thắc mắc như: thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường? Làm sao cho thân tâm được thanh tịnh? Muốn tránh sự sợ hãi trong lúc lâm chung, hàng ngày phải làm gì? Chết có hết khổ không? Và sau khi chết đi về đâu? Khi nghe quyển vô thường này, quý Phật tử nên nghe nhiều lần, tư duy lời Phật dạy, nghi ngẫm cho tận tường. Như vậy mới nhận ra được sự di diệu vô biên của Phật Pháp, rồi tu cho thuần thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly sanh tử. Nếu quyển vô thường này có chút gì lợi ích cho chúng sinh, thì đó là diệu dụng của Pháp Bảo. Xin hồi hướng công đức lành này, cầu cho chánh pháp được cửu trụ Ta Bà, mọi loài sớm thoát khỏi đường mê, quay về nẻo giác, từ bỏ sát sanh hại vật, phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, ăn chay, niệm Phật, bố thí, phóng sanh. Người người biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau, thế giới hết diệt binh đao, mưa hòa gió thuận, quốc thới dân an. Muôn loài dứt sạch phiền não, oan trái, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, phước huệ song tu, đạo quả chấm thiên thành, âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Định nghĩa về vô thường. Vô thường là thế nào? Quý Phật tử hãy tư duy lời Phật dạy. Vô thường có nghĩa là không bền chắc, từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác và tan hoại theo định luật thành trụ hoại không. Để quý Phật tử hiểu thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, chúng ta hãy cùng nhau quan sát, suy nghiệm thì sẽ biết ngay. Thân vô thường. Nói đến thân vô thường, nó sanh diệt từng giây từng phút, sau chuỗi thời gian âm thầm để đưa chúng ta tiến dần vào cõi chết. Khoa học cũng đã chứng minh các tế bào trong cơ thể con người luôn luôn thay đổi, làm cho ta mau lớn, chóng già rồi chết đi. Mỗi giây phút trong cơ thể đều có sự sanh diệt không ngừng. Nói đến vô thường, trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: tất cả các pháp trong đời cũng như giấc mộng khác gì huyễn thôi,
Tựa hồ bọt nước dòng khơi, mảnh thân bào ảnh chút hơi xương tàn. Ngày qua chớp nhoáng lẹ làng, phải nên suy xét hợp tan đó là. Thật vậy, cái thân con người chẳng khác nào như tuyết gá cành cây, xương đầu ngọn cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Đứng trước thảm trạng ấy, thái tử Tất Đạt Đa nhận thấy thân này là tứ khổ, nên ngài xuất gia đắc đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, đưa họ vào cõi niết bàn bất sanh bất diệt. Thưa quý Phật tử, cái thân của ta có gì là thật đâu? Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sanh, lão, bệnh, tử. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã là khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, chẳng khác nào ở chốn ngục tù đầy dơ uế. Đến lúc chào đời cho tới khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu là bệnh hoạn, tai nạn, âu sầu, khổ não, lúc nào cũng rình rập bên mình. Tuổi về chiều lại càng khổ hơn. Da nhăn, má hóp, răng rụng, tóc bạc, thân thể gầy yếu, đi đứng khó khăn, đang ốm triền miên, khổ không tả xiết, lần hồi bước vào cõi chết. Trong giờ phút hấp hối, tâm thần rối loạn, giận dơ, kinh sợ vô cùng, rồi lần mòn đến lúc lâm chung, từ giã cõi đời tạm bỡ theo đường tội phước. Dẫu cho có nhiều phương thuốc ngừa trước ngăn sau, cũng không thoát khỏi luật tuần hoàn. Nói đến cái chết trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng, thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng: mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng: mạng người sống được 100 năm. Vị thứ hai nói sống được 70 năm. Còn vị thứ ba bảo vài tháng, vài ngày, vân vân. Sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng: bà Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng: ông hiểu và nói được như vậy mới thực là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hãy thở ra mà không hít vào là ôi thôi. Ô hô, tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhất đám vô thường dạng sự hư. Hơi vừa dứt, mạng người ôi cũng dứt. Nào của cải, vợ con, tài vật đều bỏ lại. Nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Bất luận hàng dương giả hay thứ dân, giàu nghèo, sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Danh mà chi, lợi để mà chi, bèo mây bọt nước có ra gì? Sau đường danh lợi hai tay trắng, cuối lớp ân tình nấm mộ xanh. Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống ngoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi giành giật cấu xé lẫn nhau, ai cũng tham giàu sang quyền tước. Nhưng cho dù có kho vàng núi bạc, lập cả quyền cao, gác tía lầu son, ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại đỡ đang tâm sát phạt, tranh giành, chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Nói đến đây, tôi nhớ đến mẫu chuyện thuở Phật còn tại thế. Một hôm, ngài cùng tôn giả Tích Xa đứng trên một ngọn núi gần biển. Phật hỏi: này Tích Xa, ông có thấy trước mắt ông là gì không? Tôn giả Tích Xa thưa rằng: bà Thế Tôn, con chỉ thấy trước mắt con toàn là biển nước mênh mông. Nhân đó Đức Phật dạy: cũng vậy, nước mắt của chúng sanh khóc vì những nỗi khổ của mình và đưa tiễn người thân đi vào cõi chết từ vô thủy cho đến nay nhiều hơn là nước của đại dương, còn xương thịt chất chồng cao hơn cả núi Thái Sơn. Một hôm khác, Đức Phật cho gọi các tỳ kheo đến và hỏi: sắc là thường hay vô thường? Chư tỳ kheo đáp: sắc là vô thường. Phật lại hỏi tiếp: thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường, là khổ hay lạc? Bà Thế Tôn, là khổ. Vậy các con có nên chắc cái thân này là tự ngã của ta, vật chất là của mình không? Bà Thế Tôn, chúng con không nên chấp vì thân mạng của cái vật chất đều là vô thường giả tạm. Phật dạy: các con nên nhớ từ hiện tại quá khứ cho đến vị lai, không có cái gì là tự ngã của ta, cho đến thọ, tưởng, hành, thức cũng là như thế. Các con phải quan sát như vậy để nhàm chán xa lìa nó, mà thẳng tiến trên con đường giải thoát tri kiến. Cái thân này là vô thường giả tạm, vậy người ta cứ lầm chấp cho nó là thật. Họ quan niệm là vật dưỡng nhân, nên thẳng tay sát sinh hại vật. Nhưng thử hỏi, mũi mòng, lan sói, chúng cũng có quyền nói người sinh ra nhân để dưỡng vật được sao? Chẳng qua là khôn sống, dại chết, mạnh được, yếu thua là chuyện xưa nay. Tại sao người con Phật phải trường trai giới sát? Vì con cá cắn câu thì hoảng sợ, con chim thấy cung tên, súng đạn liền vỗ cánh bay cao. Ngựa trâu còn chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu, học huyết. Điểu thú còn tham sống sợ chết, tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu người giết cầm thú, sau rồi người lại giết người. Bởi quen mùi máu tanh hôi, nên sanh ra hiếu sát chiến tranh giặc giả, giết hại lẫn nhau. Ôi sơn hào hải vị,
một bữa ăn mà kẻ khóc người than, thú kia chết thảm, gây thù kết oán luân hồi thường mạng lẫn nhau. Chia cho bằng cơm rau đạm bạc cũng qua ngày hai buổi, rảnh trí tu hành. Bởi vậy, tôi ước mong sao cho mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, vì chúng đều có tri có giác, ta đừng làm chúng nó khổ đau. Đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy cho các hàng đệ tử. Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba, nước mắt thế nhân là đại hải bao la. Bôn ba giành giật sát sinh hại vật, ăn cho dinh thân vì da, rốt cuộc rồi cũng chết. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệp, nên khổ trước chưa vui, sầu sau đã tới. Nói đến cảnh khổ của kiếp người thuở Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tư Nặc cùng bá quan danh võ xa giá đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Mà Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, cai trị nước Câu Tát La, có 4 binh chủng hùng mạnh, hôm nay con đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc nói như vậy là nhằm để khoe với Đức Phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó, để cho Đức Phật khen ngợi. Nhưng ngược lại, Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng: Này Đại Vương, giả sử như ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc có 4 ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây, mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và vạn vật đến đó, thử hỏi Đại Vương lấy cái gì ra để chống ngăn nó? Vua Ba Tư Nặc ngẫm nghĩ thưa rằng: Mà Thế Tôn, con không thể nào đem 4 binh chủng kho tàng thần dân ra mà ngăn chống được, vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết. Nhân đây Đức Phật dạy: Đúng như vậy, Đại Vương, 4 ngọn núi chính là sinh, lão, bệnh, tử. Này Đại Vương lắng nghe, vì người đời ngu ánh không có chánh trí, nên nhiều kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước là gì cả, nên thường bị tứ khổ. Một, những nỗi khổ về sanh. Khi còn nằm trong bụng mẹ, hài nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, hài nhi lỏng bỏng khó chịu. Mẹ ăn no lớn ép khó bề cựa quậy. Lúc sanh thân con đau đớn mà mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi lòng mẹ, da thân mềm mỏng, chẳng phải những việc bên ngoài đau như là dao cắt, hoảng hốt thất thanh khóc gian. Hai, những nỗi khổ về già. Lúc nhỏ nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao cực khổ để mưu sinh. Lần hồi đến ngày già yếu, răng rụng, mắt mờ, tai điếc, lưỡi đớ, chân tay run rẩy, đi đứng khó khăn, trí huệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn, ăn dơ, uống bẩn, nói năng giống như người bất trí. Ăn rồi bảo chưa ăn bảo ăn rồi, có khi là chửi bới, nói năng nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ. Ba, những nỗi khổ gì đau. Thân người do 4 đại là đất, nước, gió, lửa hiệp thành. Nếu như 4 đại không điều hòa thì bệnh sanh khởi. Như địa đại chẳng điều hòa thì thân thể nặng nề. Thủy đại chẳng điều hòa, thân thể phù thủng. Hỏa đại chẳng điều hòa thì thân nóng nảy. Phong đại chẳng điều hòa, thân thể động chuyển, đau đớn như kim châm lửa đốt. Chính vì 4 đại không điều hòa cho nên sanh ra vô số chứng bệnh. Nào là cùi phong, ghẻ lở, ung nhọt, cảm xúc, nhức đầu, đau răng, bại liệt. Làm cho khí lực hao mòn, miệng khô, lưỡi thục, mũi nghẹt, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, những đồ nhơ nhớp tuôn trào, rồi ngồi nằm trên ấy. Tâm thần khổ não, giọng nói bi ai buồn thảm, món ngon việc lạ khi đưa vào miệng, đều biến thành vị đắng. Bốn, những nỗi khổ về chết. Thân người đến lúc sắp chết, thời 4 đại phân tán, thần thức chẳng an, đụng đến như dao cắt. Đau nhức toàn thân, toát mồ hôi, mệt ngột không ngần, trợn mắt, méo miệng, giật gân, uốn mình, dặn tay, bẻ chân, hai tay buông xuôi. Phong đại tản đi là hết hơi thở, hỏa đại đi là ấm thân lạnh ngắt như đồng. Cho dù Đại Vương có bao nhiêu binh chủng kho tàng thần dân đi chăng nữa, cũng không thể nào đối đầu với tử thần, chỉ có nước bó tay cởi giác đầu hàng mà thôi. Sau khi chấm dứt pháp thoại, Vua Ba Tư Nặc thức tỉnh, hoan hỷ chứng thọ phụng hành lời Phật dạy. Mạng người mong manh sớm còn tối mất, vô thường chợt đến không ai tránh khỏi. Xưa có 4 anh em dòng đại Phạm Chí đều có thần thông biết sẽ chết, cùng bàn với nhau rằng: Cái chết sắp đến với chúng ta, vậy hãy mau ẩn tránh. Khi bàn tính xong, ông thì bay lên hư không, ông vào trong biển, ông nữa vào giữa núi Tu Di,
còn ông thứ tư tới vợ trốn giữa đám đông. Nhưng đến ngày chết, thời bốn ông đều mạng râm. Nếu ai biết suy nghĩ đạo lý vô thường, khổ không vô ngã này, khéo tu tập theo lời Phật dạy, thời thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não, đạt đến đặng quả niết bàn vậy. Kinh Xuất Diệu. Dầu trốn ở hư không, giữa biển khơi núi rộng, không một nơi nào cả tránh khỏi được tử vong. Kinh Pháp Cú. Trong kinh A Hàm, Phật dạy: tất cả không ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Vậy mà có lắm người khi thấy ai đó già bệnh chết lại sanh tâm kinh khi nhờm ngấm, nhưng họ lại quên rằng rồi đây mình cũng già bệnh chết. Nhớ lại tuổi Phật ở Trúc Lâm Tịnh Xá, có một thầy tỳ kheo mắc bệnh lở loét khắp cả thân thể, máu mũi thường chảy ra, ai thấy cũng sợ hãi không dám lại gần. Nhìn thảm cảnh ấy, Đức Phật đến chỗ vị tỳ kheo, tự tay trông nom săn sóc cho đến khi bình phục. Đó là tấm gương từ bi của Phật. Chúng ta là đệ tử Ngài, không thể dửng dưng làm ngơ trước sự đau khổ của nhân loại mà không ra tay cứu giúp. Chăm sóc cho người bệnh, một là ta cảm nhận thân này bất tịnh để nhắc nhở trên đường tu tập, hai là tích lũy phước lành cho mai sau. Ngược lại, thấy người già yếu bệnh hoạn mà quỷ bán kinh trường khạc nhổ làm ngơ, sau này kẻ đã bị quả báo, khi bệnh không ai ngó tới, mọi người tránh xa. Thân này quả thật là nơi chứa nhóm các thứ bệnh hoạn tai nạn. Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn.